TC88 Mauro xin kính chào tất cả quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thì trong video lần trước TC88 Mauro sẽ test cuộc đẩy FB 13.000 và TC88 Mauro cũng không quên hướng quý vị và các bạn trong video lần sau thì TC88 Mauro sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách chia quay cho loa. Thì thưa quý vị và các bạn thân mến, rất nhiều anh em trên mạng cũng hướng dẫn rất nhiều kỹ thuật chia quay cho loa. Làm nào để chúng ta đánh được 3 giải loa mà vẫn đảm bảo được hiệu suất cao và đặc biệt là độ bền và chi phí thấp, thì điều đó là điều không hề đơn giản quý vị và các bạn nhé. Thì TC88 Mono đang kết hợp một đôi loa 4703 hàng dựng nhưng không phải hàng Mỹ của quý vị và các bạn nhé. Nhưng chúng ta đều biết rằng những loa 4703 thì TC88 rất thích vì cái thùng của nó được kết hợp đa giác, chính vì vậy nên nó âm thanh được phóng về phía trước và lan tỏa rất rộng. Đến thời điểm bây giờ thì TC88 nhận thấy là đôi thùng của 4703 đóng từ trước này vẫn là những thiết kế thùng loa đi theo thời đại nhất, vừa đẹp về hình thức mà đặc biệt là cái hiệu suất âm thanh lan tỏa rất rộng. Và đôi súp SRX728S này thì là một đôi súp kép, cũng không phải là hàng của Mỹ đấy quý vị và các bạn nhé. Đây là hàng dựng nhưng được trao chuốt rất cẩn thận, từ logo thương hiệu rồi đến cái mark đằng sau thì cũng được làm rất là tỉ mỉ quý vị và các bạn đấy nhé. Từ cái giáp new trick cắm vào loa thì cũng được làm rất là giống. Và đặc biệt là quý vị và các bạn thân mến, là chúng ta không thể đòi hỏi giá thành rẻ mà những đôi loa như thế này thì nó cũng rất chất lượng, giá thành rất hợp lý nhé quý vị và các bạn nhé. Một đôi loa full JBL đóng theo kiểu của JBL 4703 này thì có giá vô cùng hợp lý, từ 22 côn 100 bát JB của Trung Quốc và chép côn 75 thì giá của đôi loa này là 16 triệu một đôi. Quý vị và các bạn làm về âm thanh đám cưới hoặc trong những quán cà phê thì mua đôi loa về sử dụng, giá thành thì rẻ mà điều đặc biệt là cái hiệu suất lan tỏa của âm thanh thì tuyệt vời. Rất nhiều anh em cứ nói là alay nọ alay kia và TC88 Mono phối ghép cho loa alay, thì TC88 Mono cũng phối ghép cho vài anh em những thiết bị âm thanh alay, những là alay 5-6 tay. Nhưng đa phần phải hỏi trước quý vị và các bạn làm sự kiện lớn hay không, hay là chúng ta chỉ đơn thuần là đám cưới thôi. Nếu đơn thuần chúng ta làm cưới thì chúng ta không cần thiết phải dùng những đôi loa array làm gì. Thứ nhất là chúng ta nếu biết là array á, nếu chúng ta nghe với khoảng cách từ 10m đến 2m trở lên thì tiếng nó sẽ rất hay. Nhưng nếu chúng ta nghe với không gian gần như đám cưới, chỉ có vài mét để hát karaoke thì tiếng rất chói và gắt quý vị và các bạn nhé. Cực kỳ chói và gắt chứ không êm đềm như dòng loa cây thế này đâu quý vị và các bạn nhé. Nếu quý vị và các bạn mà có nhu cầu làm về chỉ đám cưới hoặc những cái show nhỏ thôi thì loa thùng vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Ta đừng đua đòi vào những cái loa alay. Mặc dù alay thì ta không thể phủ nhận là hiệu suất nó rất là cao, nhưng đánh ở với không gian lớn thôi. Còn đánh không gian hẹp thì ta nghe thì tiếng rất là khó nghe và đau hết tai. Có thể nói là đau tai luôn đấy. Bởi vì chúng ta không thể đáp ứng được cái hiệu suất cao mà lại âm thanh tốt được. Hiệu suất cao đồng nghĩa việc âm thanh sẽ bị chói, bị gắt ở những dải cao. Chính vì vậy nên đánh phải không gian lớn, rộng thì chúng ta nên sử dụng alay. Cái hình thức mặt mũi của những đôi loa này thì làm khá là đẹp. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thì hôm nay TC88 Mono sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách chia quay. Chứ nên muốn chia quay thì ta phải sử dụng những cục đẩy riêng biệt, có nghĩa là chúng ta đánh súp bằng một cục đẩy và đánh full là một cục đẩy. Thì thưa quý vị và các bạn thân mến, thì muốn chia quay được cho cục đẩy và full thì điều đặc biệt chúng ta là phải có một thiết bị chia quay, một là code saver, hai là chúng ta sử dụng một chiếc vang số X5 này. Thì thưa quý vị và các bạn thân mến, thì nếu anh em là đám cưới á, thì nên TC88 Mono nên khuyên anh em là sử dụng con vang số này, chúng ta vừa chống hú cho mic micro, vừa có mic để chúng ta hát karaoke luôn, và đặc biệt là vừa chia quay cho loa được. Thì rất nhiều cái hay trong chiếc vang số này. Và đặc biệt là quý vị và các bạn nhé, giá thành vô cùng hợp lý, chỉ có 2.500.000 đồng thôi là chúng ta chia quay luôn cho tất cả thiết bị âm thanh. Bây giờ chúng ta bỏ ra một chiếc mixer
vài chục triệu đồng và một chiếc Code Saver khoảng độ 15-20 triệu đồng thì chắc chắn nó sẽ hơn những thiết bị như thế này. Thế nhưng số tiền đó thì chúng ta để làm việc khác, mà chúng ta bỏ ra một số tiền chỉ có 2 triệu rưỡi thôi, chúng ta vẫn có thể sử dụng được những chiếc loa Baway một cách hiệu quả. Và đặc biệt là chúng ta có hệ thống chống hú khi chúng ta đi làm cưới. Anh em làm đám cưới thì thường là người ta hát rất là gần, chính vì vậy nên hệ thống chống hú cho loa nó là điều không thể thiếu được, bởi vì là chúng ta đều biết rằng khi mà loa bị rú rít thì những dải âm cao nó sẽ phá những chiếc loa chép, đốt cháy chiếc loa chép của chúng ta. Chính vì vậy nên không thể thiếu được những thiết bị chống hú. Nhưng trong cái băng số này thì nó đã tích hợp rồi. Chúng ta thấy là những chiếc băng số thì nó có rất nhiều những cái ưu điểm rất là hay. Nếu quý vị và các bạn có thời gian theo dõi TCM8 Attack và làm để thì quý vị và các bạn sẽ thấy rằng nó có rất nhiều cái ưu điểm hay, chứ không phải lúc nào đâu. Nó chỉ dùng cho karaoke gia đình không nhé, mà nó còn rất nhiều ưu điểm vượt trội. Chúng ta có thể làm một chiếc Code Saver được, hoặc anh em nào làm show lớn thì chúng ta sẽ làm một chiếc Code Saver, còn nếu không làm show lớn thì ta làm một chiếc vang vừa kake mà vừa chia quay cho loa luôn. Thì hôm nay trong video này TC8 sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn chia quay cho loa nhé. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thì TCM8 Pro đang sử dụng chia quay cho loa. Và đây là TCM8 Pro đang sử dụng cổng surround. Cổng surround này thì nó có điều hay, đó là quý vị nhìn này, nó có cái có chức năng là cắt, nghĩa là hai bát filter, có nghĩa là cắt bỏ tần số thấp và giữ lại tần số cao. Thì cắt bao nhiêu và cắt như thế nào thì quý vị và các bạn cũng không cần quan tâm, bởi vì là những cái này nó thuộc về đặc tính và tai thẩm âm của từng người. Và điều quan trọng nhất đó là cảm xúc âm thanh. Chính vì vậy nên quý vị và các bạn không cần quan tâm đến vực này. TCM8 Pro, nếu mà trong video lần sau thì TCM8 Pro nó nói sâu mà nói rõ hơn cho quý vị và các bạn hiểu được cắt bao nhiêu là hợp phù hợp, nhưng mà chỉ có dành những anh em kỹ thuật thôi. Bởi vì chúng ta, nếu chúng ta là những người thông thường thì chúng ta không hiểu được. TCM8 Pro cũng nói chúng ta không thể hiểu được. Và rất nhiều anh em trên mạng thì có chia sẻ là nên cắt ở 120 Hz. Thì trong video lần sau TCM8 sẽ làm sáng tỏ hơn. Nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến, thì cắt bao nhiêu hay làm như thế nào thì âm thanh, cái điều quan trọng nhất cuối cùng là vẫn hướng đến tai người nghe. Âm thanh phải có cảm xúc quý vị và các bạn nhé. Đây TCM8 đang cắt bỏ loa, đã chơi toàn tiếng mid bass và tiếng chép, không hề có tiếng súp. Thì tại sao những chiếc loa như này, nếu mà chúng ta chơi như này thì nó sẽ đảm bảo cho độ bền rất là cao cho loa, bởi vì loa, cái màng loa khi ta mở lên thì cái màng loa nó không hề rung động, vì nó kêu ở cái giải mid bass và tiếng chép. Chính vì vậy nên màng loa không hề rung động một chút nào. Màng loa không rung động thì khiến cho độ bền của loa nó cao hơn. Và sau đây TCM8 Pro sẽ mở cho quý vị và các bạn tiếng súp lên để cho nó quyện vào nhau. Ta thấy tiếng súp ném ra rất tròn, đầy đặn, và tiếng phun thì cũng phát huy được hết cái hiệu suất của nó. Thì thưa quý vị và các bạn thân mến, thì chúng ta chia quay như thế này thì tiếng phun, tiếng súp để nó hòa quyện vào nhau thì chúng ta phải hiểu biết rất nhiều về kỹ thuật chia quay, chia thế nào để nó không triệt tiêu âm của nhau. Tiếng phun, tiếng súp nó hòa quyện được với nhau thì điều đó là điều cực kỳ khó quý vị và các bạn nhé.
không hề đơn giản đâu. Quý vị đừng nghĩ rằng chúng ta mua một chiếc mã số về chúng ta chia quay được là đơn giản nhé. Thì chúng ta muốn chia được thì trước tiên chúng ta phải hiểu về thế nào là hai quay, thế nào là ba quay và thế nào là tần số. Khi ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ chia quay được một cách chính xác nhất. Còn bây giờ thì quý vị và các bạn không cần phải hiểu cái gì cả, chúng ta chỉ cần mua một con vang số như này. Nếu anh em nào đã có thiết bị âm thanh hội trường rồi thì ta mua con vang số như thế này thì TCM8 Nano sẽ chia quay luôn cho quý vị và các bạn trên chiếc vang số này. Về chúng ta chỉ cần cắm và sử dụng thôi, không cần phải chia quay nữa. Và nói đến phần cứng phần mềm rồi thì ta sẽ nói đến cái kết nối đằng sau của nó. Thì trong video lần trước thì TCM8 Nano hướng dẫn quý vị và các bạn kết nối rồi. Trong video lần này TCM8 Nano sẽ nói rõ hơn để quý vị và các bạn hiểu hơn kết nối như thế nào là đúng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thì đây là cổng surround. Surround là TCM8 Nano vừa cắt gốt, nghĩa là cắt bỏ tiếng bass, thì TCM8 Nano sẽ cắm cái cổng surround này xuống chiếc cục gầy ở dưới để đánh full. Đánh cho là full quý vị và các bạn nhé. Và súp này thì TCM8 Nano đang cắm vào chiếc đẩy FB13000 để đánh súp quý vị và các bạn nhé. Thấy chúng ta đây là chiếc đẩy đánh súp thì TC8 dương này, và tiếng đẩy đánh full thì đánh cắm dương này. Thì mục đích chúng ta chia quay có nghĩa là cục đẩy này thì đánh cho giải từ 100Hz xuống 20Hz, và cục đẩy đánh full này thì đánh giải từ 120Hz lên tới 20kHz. Nói thế để quý vị và các bạn hiểu hơn là tại sao chúng ta phải nên đánh như vậy. Bởi vì là chúng ta được biết rằng khi chúng ta đánh như vậy thì hiệu suất của loa nó sẽ rất cao. Hầu như nó đạt được gần như là hết được tối ưu cho loa, nhưng đặc biệt là đảm bảo độ bền của loa và thiết bị của chúng ta. Video của TCM8 Nano là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn vào những video lần sau. Và trong video lần sau thì TCM8 Nano sẽ nói rõ hơn cách làm thế nào để chia quay cho vang số, và chia thế nào, như thế nào là hợp lý, và như thế nào là thừa thãi, như thế nào là đủ, thì còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Thì quý vị và các bạn có nhu cầu về sử dụng bất kỳ những thiết bị âm thanh nào, sân khấu hội trường hoặc thiết bị âm thanh karaoke gia đình thì hãy liên hệ ngay với TC88 Audio với hai số điện thoại là 0853678688 và 0839658688 nhé quý vị và các bạn nhé. Video của TC88 Nano đây là kết thúc.